Kiềm đỡ khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật, sỏi gan, giảm đau, viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Không chỉ là những gương mặt nặng ký trong showbiz, nhiều sao Việt đã khiến dân tình lẫn fan hâm mộ nể phục khi trở thành thủ khoa các trường đại học. Thậm chí, trong quá trình học, dù nhận nhiều show, nhưng sao Việt vẫn nhất quyết không bỏ bê chuyện học, đạt thành tích cao khi ra trường như Hoàng Thùy Linh, Diva Mỹ Linh, Mỹ Du. 1. Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP là ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu mến, từng đỗ thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM năm 2012. Yêu thích ca hát từ bé, nam ca sĩ được bố mẹ cho theo học nhạc tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình, từng tham gia nhiều cuộc thi ở địa phương. Sau khi học xong cấp 3, Sơn Tùng MTP nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP.HCM. Chỉ ôn trong một tháng, nhưng nam ca sĩ đã đỗ thủ khoa đầu vào chuyên ngành thanh nhạc với số điểm 25,5. Được biết, đây là chuyên ngành với tỷ lệ trọi khắc nghiệt khi có gần 500 hồ sơ đăng ký, nhưng chỉ lấy 60 chỉ tiêu. Tuy là thủ khoa nhưng Sơn Tùng tâm sự, bản thân đã buộc phải tạm ngưng việc học ở năm thứ 3. Lý do vì thời gian ấy rất bận rộn, khó cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật, nhưng anh sẽ quay trở lại trường để tiếp tục việc học và lấy bằng cử nhân thanh nhạc. 2. Harry Won. Harry Won là cô gái mang hai dòng máu Việt Hàn, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô nàng chính thức chuyển sang hoạt động tại Việt Nam. Nữ ca sĩ chính là chủ nhân của loạt những ca khúc hit trong vài năm vừa qua. Cô còn được mọi người mến mộ bởi ngoại hình xinh đẹp và khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho thấy sự thông minh, tài giỏi của mình thông qua thành tích học tập vô cùng đáng nể. Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, MC chuyên nghiệp. Trước khi lấn sang nghệ thuật, Harry từng theo học chuyên ngành Việt Nam học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô nàng mang hai dòng máu này thường xuyên đạt được những điểm số cao chót vót 8, 9, thậm chí là 10 qua các bài thi cuối kỳ. Cô còn là một trong số 3 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của ngành học lúc bấy giờ. Harry Won quả là một ngôi sao đầy tài năng, một idol để các giới trẻ ngưỡng mộ cả trên con đường sự nghiệp lẫn học tập. 3. Hoker Miyu. Miyu được biết đến là một hình mẫu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi của giới trẻ Việt. Ít ai biết thời đi học, Miyu từng bị cô giáo toán định kiến đến mức cho rằng con gái có nhan sắc này mai sẽ không thành công. Bù lại cho suy nghĩ sai lầm đó, Miyu học ngày càng giỏi và xuất sắc đỗ á khoa ngành thiết kế thời trang của Đại học Kiến trúc TP.HCM, thủ khoa cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP.HCM với số điểm 25,5, vẽ chân dung 8,5, vẽ trang trí 8,5, văn 8. Miyu đã trở thành á khoa trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Đặc biệt hơn, cô còn tiếp tục giành vị trí thủ khoa trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP.HCM với số điểm gần như tuyệt đối 29,5. Miyu từng chia sẻ, phấn đấu bao nhiêu để thi đậu điểm cao vào trường Đại học Kiến trúc, rồi trải qua biết bao nhiêu thử thách, cám dỗ của công việc và cuộc sống để bám lấy trường, vẫn hàng ngày đến lớp để hoàn thành khóa học 5 năm để ngày làm tốt nghiệp. Với nhiều người, có lẽ đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi, đó là cả một sự nỗ lực tranh đấu với những cám dỗ của bản thân và thế giới hào nhoáng để trụ vững mà không bị hào quang nghệ sĩ cuốn trôi, để buông xuôi việc học. Giờ đây, không những có tài trong hoạt động nghệ thuật, cô gái này còn giỏi cả lĩnh vực kinh doanh. Miyu có riêng cho mình một cửa hàng thời trang cao cấp do cô tự thiết kế. Miyu cũng chính là mẫu hình phụ nữ hiện đại thông minh, xinh đẹp, tự chủ. Có lẽ vì thế mà cô nàng cũng chưa bao giờ khiến các fan hâm mộ của mình thất vọng. 4. Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh là một trong những sao Việt đa tài ở nhiều lĩnh vực. Ngoài vai trò là ca sĩ, cô còn có thể đóng phim, nhảy múa và làm đạo diễn. Cô từng có 7 năm học múa tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trước khi chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Năm 2006, nữ ca sĩ của bản hit Để mẹ nói cho mày nghe từng đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau nhiều năm mài dũa, cô gặt hái được trái ngọt là nhận được tấm bằng thạc sĩ lý luận phê bình điện ảnh năm 2014. Tấm bằng thạc sĩ chưa phải là đích đến cuối cùng mà Hoàng Thùy Linh muốn chinh phục. Cô từng chia sẻ, tôi là con nhà nòi và được đào tạo trường lớp, nên ý thức và mong muốn con đường nghệ thuật của mình kéo dài đến 50, 60 tuổi chứ không chỉ là nghệ sĩ ngắn hạn. Việc tôi tốt nghiệp thạc sĩ và chuẩn bị đăng ký bảo vệ tiến sĩ vào năm sau cũng là một trong những sự chuẩn bị cho mình đủ kiến thức, chiều sâu để đi bền vững với nghề. Đời người nói ít thì ít, nhiều thì nó vẫn dài. Tôi muốn có ít nhất là 3 cái 10 năm để kỷ niệm làm nghề, chứ không chỉ là dự án Vàng Anh và Phượng Hoàng. Đích thị với học vị trên, cô xứng đáng là một trong những ngôi sao có học vấn khủng nhất showbiz. 5. Ca sĩ Tóc Tiên. Tóc Tiên là một cô nàng nổi tiếng của Vivid, với ngoại hình thon gọn, cuốn hút cùng gu thẩm mỹ vô cùng đẹp mắt. Nữ ca sĩ là người có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt, sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu. Ngoài con đường hoạt động nghệ thuật, ít ai biết đến thành tích học tập đồ sộ của cô gái 8X này. Trong những năm học phổ thông,
Hopkins đã cho thấy khả năng học tập vượt trội của mình bằng việc đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền và nhận được rất nhiều các giải thưởng cao quý khác trong các kỳ thi cấp quận, cấp thành phố. Nổi bật hơn nữa khi người hâm mộ không khỏi bất ngờ với điểm số đại học của cô gái trẻ 25,5, trong đó điểm toán đạt 7,25, điểm hóa đạt 8 và đạt điểm tuyệt đối môn sinh học với số 10 tròn trĩnh. Con số rất cao và hoàn toàn đậu vào trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường mà Tóc Tiên đã đăng ký trước đó. Sau đó một thời gian, cô sang Mỹ du học. Chỉ sau 2 tháng theo học, Tóc Tiên đã đạt kết quả thi giữa kỳ là 96 trên 100 điểm, con số cực khủng mà ngay cả các sinh viên Mỹ cũng khó chạm tới. Nhưng có lẽ do bén duyên với nghệ thuật nên cô đã chọn cho mình một hướng đi khác mà không theo con đường trở thành bác sĩ. Với thành tích học tập đáng nể, Tóc Tiên quả đúng với danh xưng con nhà người ta mà biết bao gia đình hàng mong ước. Năm và Mai Hương nổi lên với vị trí á quân của chương trình Việt Nam Idol năm 2016. Vàng Mai Hương được kỳ vọng trở thành người kế vị thế hệ đàn chị như Mỹ Tâm, Thu Minh. Cô gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả bởi giọng hát cao vút, chất giọng ấm và khả năng xử lý những quãng cao trong âm nhạc. Năm 2012, Vàng Mai Hương xuất sắc đỗ ở vị trí thứ 3 trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với số điểm 22,5. Điểm 3 môn cụ thể là văn 5 điểm, năng khiếu 1 7,5 điểm, năng khiếu 2 9,5 điểm với số điểm 22. Vàng Mai Hương cũng trở thành một trong top 3 những thí sinh có điểm thi cao nhất trường. Nhờ đó, nữ ca sĩ đã trở thành thủ khoa ngành thanh nhạc của ngôi trường này. 6. Mỹ Tâm. Mỹ Tâm cũng là một trong số những nữ ca sĩ hiếm hoi được ngưỡng mộ bởi cả giọng hát và thành tích học tập khủng. Năm 2001, Mỹ Tâm đã tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc hệ trung cấp của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 9,5. Để có được kết quả này, Mỹ Tâm đã hạn chế đi diễn để tập trung vào việc học và luyện thanh. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ, trưởng khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao về tài năng của Mỹ Tâm khi còn trên ghế nhà trường. Bắt đầu đi hát chuyên nghiệp từ năm 2002, Mỹ Tâm đã không làm thầy cô và bạn bè thất vọng. Nữ thủ khoa ngày nào giờ đã trở thành một trong những ca sĩ có thực tài, được trong nước lẫn quốc tế ghi nhận bằng những giải thưởng lớn. 7. Diva Mỹ Linh. Mỹ Linh là một trong bốn cái tên duy nhất được khán giả Việt công nhận với danh xưng Diva bên cạnh Hồng Nhung, Hà Trần và Thanh Lam. Diva Mỹ Linh không chỉ được người hâm mộ biết tới bởi tài năng âm nhạc thiên bẩm, mà còn là gương mặt có thành tích học tập xuất sắc. Khi còn ở cấp trung học phổ thông và ngay khi đã bước chân vào con đường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Mỹ Linh luôn là cái tên đứng vững trong top đầu danh sách học sinh tiêu biểu của lớp, khoa. Năm 1993, Mỹ Linh trở thành thủ khoa của Nhạc viện Hà Nội và bắt đầu học tập ở đó 4 năm, từ 1993 đến 1997. Người thầy dạy hát đầu tiên của Mỹ Linh là giảng viên Diệu Thúy. Trước đó 2 năm, vào năm 1991, Mỹ Linh vinh dự giành huy chương vàng trong cuộc thi giọng hát 2 toàn quốc lần thứ 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.